Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý. Mời quý vị cùng theo dõi. Lợi ích chiến lược của cha xếp gia với Nga. Ghi nhận của Thông tấn xã Việt Nam, Nga phải mất 3 tháng và tổn thất nhiều binh sĩ để chiếm được một thị trấn biệt lập nằm trên đồi cao của Ukraine. Theo Forbes, ngày 4 tháng 4 năm nay, lực lượng Nga bắt đầu tấn công Chasivya, một thành trì của Ukraine ở miền đông nước này, nằm ngay phía tây tàn tích của chảo lửa Bakhmut một thời. 3 tháng sau, trong tuần này, cuối cùng họ cũng chiếm được khu vực dễ bị tổn thương nhất của thị trấn, khu kênh đào. Lợi ích chiến lược này có thể gây ra vấn đề lớn cho quân đội Ukraine. Thị trấn tương đối nhỏ, Chasivya đóng một vai trò to lớn trong cuộc xung đột và đã bị tàn phá sau nhiều tháng giao tranh ác liệt. Thị trấn Chasivya tương đối bé nhỏ nhưng mang tầm quan trọng lớn trong xung đột Nga-Ukraine hiện nay. Nơi đây đã chứng kiến nhiều tháng giao tranh khốc liệt giữa đôi bên. Nằm trên đồi cao, thị trấn được xem là cửa ngõ tiến vào các khu vực thuộc tỉnh Donetsk, hiện vẫn nằm trong tay Ukraine. Chasivya nhìn xuống những vùng đất thấp hơn trên hướng Bắc về phía những thành phố lớn Kramatorsk và Sloviansk và về phía Tây với tỉnh Dnipropetrovsk. Việc quân Ukraine phải rút khỏi một số bộ phận của Chasivya là một diễn biến tiêu cực cho Kiev trong bối cảnh họ đang nỗ lực ổn định tiền tuyến sau nhiều tháng bị Nga tiến công không ngừng. Tận dụng tình trạng Kiev thiếu đạn dược, Moscow đã nỗ lực xuyên thủng phòng tuyến Ukraine dọc theo mặt trận phía đông. Không những vậy, Nga còn bất ngờ phát động chiến dịch tiến công xuyên biên giới ở khu vực phía Bắc để buộc Ukraine phải rút bớt quân khỏi miền đông để tiếp viện cho khu vực phía Bắc. Tổng thống Nga Putin không hề úp mở về việc ông muốn quân đội Nga kiểm soát được toàn bộ tỉnh Donetsk. Khu vực này đã bị chia cắt làm đôi khi chiến tranh nổ ra vào năm 2014, sau khi lực lượng đòi độc lập được Nga hậu thuẫn chiếm giữ các tòa nhà chính quyền ở các thị trấn và thành phố trên khắp các vùng phía đông của khu vực. Mặc dù Nga nắm quyền kiểm soát thêm một phần khác của Donetsk sau khi phát động chiến dịch quân sự vào tháng 2 2022, nhưng nước này chưa bao giờ chiếm được toàn bộ tỉnh Donetsk. Trước mắt, những trận chiến khói tàn khốc hơn được dự báo sẽ tiếp nối Chasivya. Theo Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine, các lực lượng Nga sẽ sớm bắt đầu các cuộc tấn công qua kênh Siversky Donetsk Donbass ở trung tâm Chasivya từ các vị trí của họ ở khu vực lân cận kênh đào. Đồng thời, nhóm giám sát Deep State của Ukraine cho biết các lực lượng Nga được cho là đang tiến tới một con đường quan trọng chiến lược nối Bakhmut, nơi đã nằm trong tay Nga hơn một năm qua, với Konstantinivka và Porov. Con đường này là tuyến cung cấp quan trọng cho quân đội Ukraine. Phát hiện bất ngờ của Nga sau khi mẫu xẻ tên lửa ATACMS Mỹ. Thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, các chuyên gia quân sự Nga đã có phát hiện mới khi nghiên cứu hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS Mỹ cung cấp cho Ukraine. Hãng Sputnik Nga ngày 6 tháng 7 đưa tin, các chuyên gia nước này gần đây đã tiếp cận được cụm đạn chùm là một bộ phận thuộc ATACMS. Nó là vật thể hình cầu màu xanh lục, kích thước tương đương một quả bóng tennis, với vỏ ngoài nhô ra theo trục chu vi đường tròn. Một chuyên gia quân sự Nga nhận định, mỗi tên lửa tầm xa ATACMS có 275 đạn chùm M-74 như vậy. Hộp của đầu đạn mở ra ở độ cao khoảng 200m so với mặt đất. Nó phát nổ khi va chạm với bề mặt. Chuyên gia này cũng nhấn mạnh không nên di chuyển đạn chùm bởi nó có thể phát nổ bất cứ lúc nào, ngay cả khi nó không nổ sau khi được thả. Ông nhấn mạnh, vì vậy, người dân phải hết sức cẩn thận do nó được sơn màu xanh lục và khó phát hiện trên cỏ. Bất kỳ áp lực vật lý nào lên nó đều có thể gây ra hậu quả thảm khốc. Các mảnh ATACMS có thể bắn tung rải rác trong bán kính 20m, nhưng một số mảnh thậm chí có thể xuyên qua cửa kim loại từ khoảng cách 50m. Khả năng sát thương của các mảnh vỡ là mối đe dọa lớn. Chuyên gia này phân tích, mỗi quả đạn rơi cách nhau trong phạm vi 5m có thể kéo theo tàn phá toàn diện trong cùng một thời điểm. Khi trời mưa, gần như không thể trốn tránh nó. Các chuyên gia Nga cũng đánh giá rằng đầu đạn ban đầu được phát triển cho tên lửa chống hạm, nhưng sau đó được trang bị cho ATACMS.
họ phát hiện nó có 3 con quay hồi chuyển laser vòng và một anten GPS giúp điều chỉnh quỹ đạo đạn. Năm 2023, Mỹ bắt đầu cung cấp tên lửa đạn đạo ATACMS cho Ukraine. Tên lửa do Lockheed Martin sản xuất và có cỡ nòng 610mm, dài 4m và nặng 1,6 tấn. Phiên bản Block 1 sửa đổi có tầm bắn 165 km. Tổng thống Vladimir Putin gọi động thái này là một sai lầm khác của Mỹ. Theo nhà lãnh đạo Nga, những vũ khí này gây ra rủi ro bổ sung mặc dù không đủ lớn để thay đổi hoàn toàn tình hình ở tiền tuyến. Trong khi đó, ở một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng nước này đã thực hiện 23 cuộc tấn công kết hợp vào các mục tiêu ở Ukraine trong tuần qua. Theo đài RT, ngày 5 tháng 7, 23 cuộc tấn công nói trên diễn ra từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7, có sự tham gia của cả vũ khí có độ chính xác cao và thiết bị bay không người lái. Các cuộc tấn công nhằm vào sân bay Ukraine cũng như cơ sở hạ tầng năng lượng được sử dụng để cung cấp năng lượng cho tổ hợp công nghiệp quân sự của nước này. Các địa điểm cất giữ tên lửa và chuẩn bị phóng tên lửa của Ukraine cũng đã bị tấn công. Ngoài ra, tên lửa và thiết bị bay không người lái của Nga cũng phá hủy các kho nhiên liệu dùng cho vũ khí của Ukraine và các xưởng lắp ráp thiết bị bay không người lái cũng như xuồng không người lái. Nga đánh giá một số cuộc tấn công có quy mô lớn, trong đó có cuộc tấn công sân bay Mykolaiv ở vùng Poltava ngày 2 tháng 7, trong đó 5 máy bay chiến đấu Su-27 của Ukraine bị phá hủy và 2 chiếc khác bị hư hỏng. Trong tuần qua, hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 2 máy bay MiG-29 của không quân Ukraine và 1 máy bay Su-27, 5 tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp, 14 tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh tài trợ, 42 tên lửa của hệ thống HIMARS do Mỹ chế tạo, các hệ thống Vampire do Séc sản xuất, cũng như 451 thiết bị bay không người lái các loại. Tại Donetsk, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 4 làng, cũng như quận Novi của thị trấn chiến lược Chasivya. Lực lượng Nga đã giành được khu định cư tại vùng Kharkiv của Ukraine. Trong khi đó, ngày 4 tháng 7, không quân Ukraine thông báo lực lượng này đã bắn hạ 21 trong số 22 thiết bị bay không người lái mà Nga triển khai trong một cuộc tấn công ban đêm. Không quân Ukraine nêu rõ hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ các thiết bị bay không người lái này tại 6 khu vực ở miền Bắc và miền Trung Ukraine. Thống đốc vùng Chernihiv của Ukraine cho biết một trong những thiết bị bay không người lái này đã tấn công một cơ sở hạ tầng trong khu vực, song không cung cấp thêm chi tiết. Ngày 3 tháng 7, 3 thiết bị bay không người lái của Ukraine đã tấn công một trạm biến áp điện gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia hiện do Nga kiểm soát và thị trấn Enerhoda gần đó, khiến 8 nhân viên nhà máy điện bị thương và trạm biến áp ở phía đông nam Ukraine bị hư hỏng. Trung Quốc sơ tán gần 250.000 người tránh lũ. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin gần 250.000 người đã phải sơ tán ở miền đông Trung Quốc khi mưa bão hoành hành khiến sông Dương Tử và các con sông khác dâng cao. Trung Quốc đã phải chịu đựng điều kiện thời tiết khắc nghiệt trong những tháng gần đây, từ lượng mưa xối xả đến những đợt nắng nóng thiêu đốt. Theo Tân Hoa Xã, các cơn bão đã ảnh hưởng đến 991.000 cư dân ở tỉnh An Huy và buộc 242.000 người phải sơ tán. Tính đến 4 giờ chiều ngày 2 tháng 7, mưa bão đã tàn phá 36 quận và huyện thuộc 7 thành phố. Cấp tỉnh ở An Huy, sông Dương Tử, con sông dài nhất Trung Quốc, có mực nước ở đoạn chảy qua tỉnh An Huy vượt quá mức cảnh báo và tiếp tục dâng cao. Mưa xối xả cũng đã đẩy mực nước lên trên mức cảnh báo ở 20 con sông và 6 hồ khác trong tỉnh. Chính quyền tỉnh Hồ Nam đã nâng mức ứng phó khẩn cấp do lượng mưa và lũ lụt nghiêm trọng. Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia Trung Quốc đã cử một nhóm hướng dẫn hỗ trợ chính quyền các địa phương trong công tác cứu trợ và cứu hộ thiên tai nhằm đảm bảo các nhu cầu cơ bản của người dân bị ảnh hưởng. Trong khi đó, ở một diễn biến liên quan, ghi nhận của Thông tấn xã Việt Nam, khoảng 2.000 nhân viên cứu hộ đang chạy đua với thời gian để gia cố bờ kè tại Hồ Đồng Đình, hồ nước ngọt lớn thứ hai của Trung Quốc ở tỉnh Hồ Nam miền Trung, sau khi đê hồ này bị vỡ chiều 5 tháng 7. Bờ kè dài 14,3 km được coi là tuyến phòng thủ thứ hai
nằm cách đê bị vỡ khoảng 2 km. Thanh tra địa phương cho biết đây là một nhiệm vụ khó khăn vì bờ kè không vững chắc bằng con đê và chưa được sử dụng để chặn nước kể từ năm 1996. Theo công ty kỹ thuật của tập đoàn Anen Trung Quốc, việc gia cố bờ kè dự kiến mất 4 ngày. Các nhân viên cứu hộ đã dọn sạch các chướng ngại vật dưới chân bờ kè và chuẩn bị đặt bao cát gia cố. Hồ Động Đình ở thị trấn Tuấn Châu thuộc huyện Hoa Dung của thành phố Nhạc Dương, chiều 5 tháng 7, khoảng 10 mét đê hồ này bị vỡ, nhưng sau đó phần bị vỡ đã mở rộng. Khu vực bị ảnh hưởng gần làng Tuyền Bay có diện tích khoảng 50 km2. Khu vực này đã từng xảy ra sự cố vỡ đê năm 1996. Kể từ trưa 6 tháng 7, sự cố vỡ đê đã khiến nước dâng tràn vào nhiều hơn, gây nguy hiểm cho bờ kè. Tính đến 14 giờ 40, theo giờ địa phương, mực nước bên trong và bên ngoài vị trí đê vỡ đã ngang bằng nhau và dòng nước đã chậm lại. 5.000 cư dân trong khu vực bị ảnh hưởng đã được di dời an toàn. Hiện chưa có thông tin về người mắc kẹt hoặc thương vong. Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang trong chuyến công du nước ngoài đã chỉ đạo huy động toàn lực cứu hộ để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân sau vụ vỡ đê. Về phần mình, Thủ tướng Lý Cường chỉ thị nỗ lực hết sức để giải quyết tình trạng khẩn cấp, kiểm soát tình hình, bố trí chỗ ở phù hợp cho những người bị ảnh hưởng và tăng cường tuần tra các hồ chứa và bờ kè. Tổng cục Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Nhà nước, Bộ Tài nguyên nước và Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã cử các nhóm công tác đến hiện trường. Các quan chức chính quyền tỉnh Hồ Nam và thành phố Nhạc Dương đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo ứng phó khẩn cấp. Từ ngày 16 tháng 6 vừa qua, tỉnh Hồ Nam đã hứng chịu những trận mưa lớn nhất trong năm nay.